Nhìn bà chị tướng mệnh phụ phu nhân đấy nhỉ, hậu vận là tốt Đúng lắm đấy. không? Nhưng mà chị biết đấy, cuộc đời mà đưa đẩy chúng ta nhiều việc ngoài ý muốn lắm, phải không chị? Nhưng mà mình phải kiên trì chị ạ, thì mình sẽ lấy lại những gì mình mong muốn. Điều thú vị á là đứng mà nhìn mục tiêu của mình bị triệt hạ mà không biết mình bị gục ngã gì đâu. À, có thêm cái thứ này thì điều thú vị sẽ nhân đôi đấy. Này bà chị, cái này này. Bà chị sẽ không thất vọng đâu nha. Thế à, cảm ơn chị. Anh, hàng của công ty mình á chỉ còn có mấy loại này thôi à. Bây giờ em với mấy bạn á bán hết những mặt hàng mình có, còn những cái không có thì viện lý do trì hoãn đi, khi nào có hàng nhập về thì mình giao hết cho khách. Còn anh tìm nguồn hàng mới. Chị anh Thơ mới gọi cho em á, hỏi thăm là tình hình công ty của mình dạo này sao rồi. Nói với cổ á, công ty vẫn làm ăn phát đạt và anh Long vẫn đẹp trai. Lại giở trò cho mình ăn nỉ chứ gì. Lần này thì cứ đợi đi em. Nhìn cái gì mà nhìn, cô quậy công ty tôi tan nát hết rồi nè. Chị Tư. Ủa gì? À quên, chú tới rồi hả? Trời, ăn mặc vậy phải được hơn không? Ủa, chị biểu tôi phải như vậy mới kiếm được ô xin đẹp trai. Sao? Thế tôi đường ông không? Quá đàn ông, quá đẹp trai. Đẹp trai vô cùng. Trời ơi, mệt quá má. Cái Gồng gì nãy giờ vậy? muốn chết luôn rồi má, mệt. Trời ơi, mới gồng chút xíu mà đã xẹp hết trơn rồi. Gồng lên cái coi. Ôi. Chút xíu nữa Ôi. thôi. Để tao coi đứa nào được rồi tao giới thiệu cho. Nhớ đó nha. Đẹp trai mà hiện tí xíu đó nha. Chứ thằng Biển bữa hổm á, nó dữ quá à. Nó quýnh tôi nè, thấy không? Trời đất ơi, nó quýnh vậy đó hả? Đau muốn chết luôn vậy đó. Ảnh quýnh dữ lắm. Tôi nói trước rồi, thằng đó nó cọc lắm. Bữa tôi cản rồi mà không nghe. Em thích mấy anh bạo lực như vậy, hiểu không? Càng bạo lực em càng khoái. Thôi nghe, lần đầu nó quýnh vậy là nhẹ đó, lần sau nó quýnh mạnh hơn, má nhìn còn không ra đó. Trời đất ơi, đàn ông ai cũng vậy hết trơn trọi chị. Trời, đánh đánh vậy nó mới sướng, hiểu không? Đó, bởi vậy tao nói, đàn bà bị chồng quýnh hoài mà có bao giờ bỏ chồng đâu. Tôi nói thiệt nha, tôi hết cách với dì luôn á. Trời trời, cách gì? Ủa chị Tư, người đó là ai vậy? Ai vậy chị Tư? Khách thuê ô xin hả? Nó là ô xin mới đó. Ồ, chị Tư. Ừ, ngồi chơi đi. Dạ. Chị Tư, giới thiệu cho em đi. Em bao nhiêu nhiều cho chị. Để tôi hỏi nó cái đã. Hỏi đi. Thằng này coi vậy chứ lương nó cao lắm á. Lương cao em trả được mà. Làm mai cho em đi. Nhanh. Nhanh đi. Đợi chút xíu coi, mệt quá. Ngồi đây đi, chờ chút đi. Dạ. Nghe nè, có cô chủ bên đây đẹp trai lắm á. Muốn phước á, được không? Tôi giới thiệu cho. Người ta đàng hoàng, lương cao nữa. Sao, qua nói chuyện thử coi. Dạ. Rồi, bây giờ hai anh em nói chuyện với nhau ha. Dạ. Cứ thỏa thuận giá cả. Tôi ở giữa cái hợp đồng thôi. Rồi, lại đây nói chuyện đi. Dạ. Dì Tư làm cho con ly cà phê đá nghe dì Tư. Bạn tên gì vậy?
Tôi tên là Ý Lạ. Nhà anh có phòng riêng cho Uxin không? Ờ, có chứ. Thực ra thì nhà của anh giàu lắm. Nhà tôi có 3 phòng ngủ lận. Mà em ngủ phòng nào cũng được hết trơn trọi hết á. À, công việc thì cũng nhẹ nhàng thôi, chứ không có cái gì hết trơn á. Ha. Về ở với anh nha. Chị Tư. Bây giờ á, tôi xin phép chị tôi về trước nha. À. Dạ. Hai người thấy được không? Em mê ảnh rồi đó nha. Dạ. Ngày mai ảnh dọn về ảnh ở với em đó. Chị. Hả? Em gửi cho chị ít tiền bo nha. À, nhưng mà thôi, chừng nào nó tới thì gửi tiền tư cũng được. Trời, chị khách sáo hoài. Có gì đâu, cầm trước đi. Cầm trước đi. Nè, cầm trước đi. Nghe không? Nhớ nha. Em về trước kìa chị Tư. Em, anh về nha. Nhớ ngày mai nha. Chào anh. Vậy nha. Sao rồi? Nói thiệt cái gì nha. Nãy giờ gồng hả? Mỏi muốn chết à. Dì cho con soạn cái cho rồi đi. Thoải mái quá à. Đỡ mệt rồi. Chị mình tôi mới hiểu rồi, trời đất ơi. Dì Tư nè, trên đời này không có cái gì khó bằng làm đàn ông hết trơn á. Con đi về luôn nghe dì Tư. Vậy hả? Dì Nam Ô phải không? Dì dạ. Nam Ô hả? Ngồi đi chị. À, thì ra là bà chị. Ủa mà sao bà chị biết tên tôi vậy? Thì hôm rồi tôi nói chuyện với mẹ đó. Mẹ nhắc tên của chị. Ngồi đi chị. Dạ. Cái chân bớt đau chưa? Dạ cũng đỡ rồi chị. Ủa không biết chị thứ mấy để dễ xưng hô ha? Tôi thứ tư. Dạ. Chị muốn kiếm Oxin phải không? Bà chủ thấy chân tôi đau nên mới biểu tôi tới đây nè, kiếm người phụ mấy ngày. Chứ tôi cũng là Oxin chứ có chủ cả gì đâu. Chị á, có bà chủ tốt thiệt nha. Hôm rồi tôi nói chuyện với mẹ có mấy câu à, thấy mẹ rất là hiền từ. Dạ. Trời ơi, mẹ hiền từ nhân hậu với tất cả mọi người. Tôi nói chân tôi không có sao. Mà mẹ biểu tôi đem tờ quảng cáo tới đây nè. Đem lại đây nè, tìm Oxin giúp đỡ tôi thời gian. Trời ơi, không về là chị, gặp chị là người môi giới Oxin hen. Bởi vậy, coi như là mình có duyên với nhau ha. Dạ. Bây giờ chị cần người như thế nào nè, cho tôi biết để tôi tìm người cho chị. Ờ, chỉ cần một người giúp việc tạm thời, 5 bữa nửa tháng thôi. Chị chọn đứa nào mà siêng năng, thật thà là được. Rồi, coi như tôi hiểu rồi đó. Giờ tôi lựa đứa nào hiền lành, cái tôi dẫn đến nhà chị cho chị coi. Dạ, được dạ, không? Dạ được. Bây giờ tụi nó đi làm hết trơn à? Dạ. Dạ được. Nhưng nhà sắp sửa có đám giỗ của mẹ cố tổ. À. Nên chị kiếm càng sớm càng tốt rồi chị. Rồi. Để tôi tìm xong á, ngày mai tôi dắt qua nhà chị liền nghe. Dạ. Cảm ơn chị trước nha. Tôi xin phép chị tôi về. Để tôi kêu xe ôm đưa chị về nghe. Dạ khỏi. Xe chờ trước á. Cảm ơn chị nha. Thôi rồi. Tôi về à. Chị về nghe. Dạ. Đi cẩn thận đó. Dạ. Mình chưa kịp ra tay thì có người tự động mang cơ hội đến cho mình. May mắn thiệt đó chứ. Vô. Ông chỉ cần chiều chuộng anh Thơ là ông muốn gì cũng được. Sao gây chuyện với cổ làm gì? Rồi bây giờ nhờ tôi chạy hận giùm. Con gái thì mình phải biết chừng mực trong mối quan hệ thì mình mới dắt mũi được. Nếu cứ để anh Thơ dựa vào thế của cha mà cứ làm khó tôi như vậy thì sau này làm sao mà tôi dạy cổ được. Ông cứ giúp tôi chạy hàng giùm đi. Những mặt hàng đó thì rất dễ kiếm, nhưng giá cả thì không hề rẻ, như giá ưu đãi của cha anh Thư giao cho ông thôi. Giá nào thì mình bán theo giá đó. Kinh doanh trên mạng mà, có thuế má gì đâu mà lo. Kinh doanh trên mạng cần yếu tố gì nhất ông biết không? Dĩ nhiên là tôi biết rất nhiều yếu tố để thành công.
Nhưng mà tôi vẫn muốn nghe ý kiến của ông. Gái đẹp, chỉ cần gái đẹp lên mạng thì có khối thằng lao già tán tỉnh, vậy là sập bẫy. Tôi thấy gái đẹp bán hàng chưa chắc hiệu quả bằng trai đẹp đâu nha. Giỡn hoài, ông bán cho ai? Ông thấy không, con gái lúc nào cũng dễ dụ hơn con trai. Chỉ cần trai đẹp lên tiếng chào hàng là mấy cô nàng sập bẫy cả đàn, chứ không phải chỉ một đứa đâu. Học hỏi kinh nghiệm đi ông. Vô. Hiệu quả như vậy mà ông không thử trước hả? Sao ông không xỏ mũi anh thơ đi? Để cô nàng quậy chết lên chết xuống rồi còn nói. Ăn đi con. Dẹp đi, con không ăn đâu. Sao vậy? Sao con biểu ăn mà bây giờ lại kêu dẹp? Bà cắt hàng của anh Kinh Long chưa? Sao tới giờ anh chưa điện thoại cho con nữa? Bà cắt hàng rồi. Còn tại sao nó không gọi cho con thì làm sao bà biết? Con bực bội ba quá. Thôi, ăn đi con. Lát nữa hai cha con mình coi phim. Bữa nay chiếu tập cuối hay lắm. Bà tối ngày cứ quan tâm đến mấy con nhỏ trong phim đó, đâu có thèm quan tâm đến con. Bà không quan tâm con thì bà đâu có nghe lời con mà cắt hàng của Kinh Long. Con không biết. Bà điện thoại cho anh Kinh Long qua xin lỗi con đi. Con gây ra chuyện thì con tự gọi điện cho Kinh Long đi, bà không có xen vào. Con không phải là con gái của bà hả? Bà giúp con một lần được không? Con tự giải quyết chuyện của mình đi. Bà chỉ con một chiêu. Ở trong phim á, mỗi lần mà nhân vật nữ giận hờn á, thường khóc lóc để cho nhân vật nam xíu lòng. Cứ vậy mà làm đi ha. Giờ này mà gọi điện thoại cho con nào nữa. Alo, bán cho anh củ khoai đi nhỏ. Sao anh biết được số điện thoại của tôi vậy? Anh hỏi củ khoai. Nó cho anh số điện thoại của em đó. Xạo. Anh coi trong hồ sơ của tôi thì có. Mà anh gọi cho tôi có chuyện gì vậy? Hôm bữa mình đang bàn bạc tới mức lương của em tới đâu rồi. Tôi không có muốn làm việc ở chỗ của anh đâu, cho nên khỏi bàn chỉ cho mắc công. Công ty anh đang cần người, mình có thể bàn bạc lại điều kiện với nhau mà. Nè, ngày mai em có thể đi làm được không? Nè, anh lì ghê luôn á. Tôi đã nói là tôi không có làm chỗ của anh đâu mà. Lý do? Em không thể nào chào hàng người ta mà không bán cho người ta được đâu nhỏ à. Ngày mai em lên gặp anh. Nè, lì quá nha. Tôi đã có việc làm rồi, miễn bàn. Phải tự làm chủ cuộc đời mình, chứ không có ông chủ nào cho mình cái gì hết. Ôi chết rồi.
Kính thưa Ô Xin, kính thưa luôn cả phụ huynh của Ô Xin luôn nha. Từ đó suy ra, Ô Xin không phải là nghề cao sang, nhưng cũng không có thấp hèn. Chúng ta không cần xã hội phải tôn vinh chúng ta, cũng không cần phải hạ mình trước một ai. Dạ, cứ coi Ô Xin là một nghề bình thường như bao nhiêu nghề khác thôi. Chỉ cần chúng ta sống thật là lương thiện, làm việc chăm chỉ thì không có ai dám khi dễ chúng ta. Nhỏ này nói một hồi thấy nó có trình độ đó ta. Vỗ tay đi đó. Em chịu cái chữ trình độ của chị. Nhỏ này không ai khen em nhiều như chị. Thời buổi hiện đại, nên Ô Xin cần cũng phải có trình độ chứ. Đúng rồi. Ý lạ này con học lớp mấy? Dạ, con học lớp 12. Lớp 12 được quá đi chứ. Con học lớp mấy? Tôi học tới lớp 9 rồi tôi đi biển. Cái thằng này. Con học lớp mấy? Dạ. Đừng có nói mày lớp 7 nghe. Lớp 7. Trời đất ơi, tôi đoán trúng ghê á. Có không bà nội? 7 up. Trình độ của con là thấp hơn mấy đứa này nghe. Ý lạ là giỏi đó. Thời buổi này là ok lắm đó. Bây giờ chủ cả người ta đòi hỏi cao lắm, không có khai mang bằng cấp được đâu. Ủa, tôi thấy Ô Xin thì đâu cần phải bằng cấp cao gì, chỉ cần có sức khỏe là được rồi. Mày nói vậy là sai quan điểm. Thời buổi bây giờ á, người ta không có giặt đồ bằng tay đâu, bằng máy hết rồi. Con không có trình độ, làm sao biết sử dụng được. Vậy nè, hai đứa bay là trình độ tạm được, vì chỉ lo cho con nhỏ này thôi. Dì biết chỗ làm bằng cấp giả y như thật, giá cả cũng hợp lý lắm. Hôm nào rảnh dì dẫn con đi làm. Chứ không có bằng cấp á, chủ nhà nó khi dễ mình dữ lắm. Dạ, cảm ơn dì Tư. Cảm ơn dì Tư. Thôi được rồi, tạm thời vậy đi nha. Dạ. Thôi, bữa nay học tới đây thôi. Các con nhớ hàng tuần phải tới đây họp nhóm nha. Thông báo tình hình cho Tư biết nha. Nếu đứa nào có vấn đề cứ nói với dì Tư, dì dàn xếp với chủ hết cho. Dạ, dạ. Cảm ơn dì Tư. Rồi, về đi. Trời đất ơi, nè, chủ tới đón con kìa. Con chuẩn bị đồ đi với người ta đi. Con đâu có hứa sẽ đi làm với ảnh đâu mà tới. Ủa, trời đất ơi, cái gì kỳ gì cho Tư? Cái gì? Ngày hôm qua chị hứa với tôi sao? Bây giờ vậy là sao? Mày kỳ cục. Hôm qua để hai đứa nói chuyện với nhau, tự thỏa thuận tự hứa với nhau, chứ Tư có biết gì đâu. Rừng lá xanh xanh. Mày coi đi. Karaoke đâu ra vậy? Hả trời. Ủa, hôm qua đồng ý rồi, sao tự nhiên bây giờ người ấy nuốt lời rồi kìa? Là sao vậy? Lạ. Mày đúng là lạ đó nha. Đồng ý với người ta rồi mà giờ kỳ vậy. Đi làm đi con. Mời Ô Xin cao cấp về mà đi bộ vậy à? Con không đi. À, hiểu chưa? Hiểu gì? Gọi taxi đi. Taxi. Ủa? Taxi phải không? Đợi tí xíu nha. Anh ra kêu taxi cho em ha. Đợi tí xíu. Dì Tư. Hử? Dì soạn sẵn một cái công trắc để con ký với người ta. Công tắc điện hả? Biển. Dạ. Công tắc điện phải không? Biển biển. Dạ. Lấy tiền ra mua cho dì cái công tắc điện coi. Dạ. Thôi, để ta mua cho. Chân cẳng bà vậy đi sao được?
thì biển cổng tao đi. Tôi mệt chị lắm á, chị để thằng biển đi đi, cổng chị đi theo chi bất công vậy. Bác hai nói là bác hai muốn đi là để lấy tiền thối đó dì Tư. Mày nữa nha. Hiểu rồi. Giữa rừng già là Tư không có thấy gì đâu ở nhà. Mệt quá đi, ai mượn đi vô công tắc điện làm chi. Tôi nói công trắc là cái hợp đồng đây nè. Hợp đồng không nói, nói cắt công tắc. Tôi biết cả nhà không hiểu, tôi biết gì không hiểu, nên tôi soạn sẵn rồi đây nè. Đưa cho anh trả ký đi, rồi tôi đi làm. Rồi đưa đây. Công trắc, công tra, công gì thì nó đại đi, cứ tưởng công tắc điện. Công nhận đấy nha, cả nhà nhìn nha. Người nó có trình độ, có khá. Nó có chuẩn bị sẵn hết cho mình luôn. Nó nghe nè, ký xong á cho dì mượn dì photo lại để dành cho mấy đứa khác nữa nha. Dạ. À, dạ. Vậy được. Rồi 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 rồi, rồi. Có taxi rồi kìa. Hả? Rồi. Về 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 với anh đi ha. Dì Tư. Dì Tư. Hả? 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 À. Hả gì? Ta hiểu rồi. Hiểu gì? Chuyện là vậy nè. Nó muốn chú ký hợp đồng trước khi nó đi làm. Hợp đồng hả? Đưa đây tôi ký cho. Được hết. Đọc cho kỹ nghe, nhất là cái khoản ba la mã đó. Rồi hãy ký tên vô. Tôi không muốn mang tiếng là dùng cái nhan sắc này rồi lừa người ta. Trời ơi, không cần phải đọc đâu, tôi ký luôn nè. Khỏi đọc đi, tôi ký luôn rồi đó. Sao mà khỏi đọc được? Dì Tư đọc giùm con đi, để cho mọi người làm chứng. Không thôi sau này mọi người nói con gạt. Rồi tôi đọc nè, mọi người ở đây làm chứng nha. Bên A, tức là chủ nhà. Nhìn đây nè. Phải luôn luôn tôn trọng bên B, tức là Oxin. Đúng. Không được quát nạt, nói xấu, nói lén, nói sau lưng Oxin. Oxin phải có không gian làm việc riêng, tập trung. Chú ý, ta đọc cho mà nghe. Đọc đi. Có phòng riêng nữa đó. Đúng. Rồi, cái điều này quan trọng nè. Chủ nhà không được xâm phạm Oxin khi chưa được phép. Đúng rồi. Hiểu không? Hiểu. Oxin toàn quyền quyết. Ý, sao mày khôn vậy mày? Oxin toàn quyền quyết định. Hả? Mọi chi tiêu trong nhà. Oh yeah. Gì? Yeah. Chủ muốn tiêu xài. Yeah. Phải được sự đồng ý của Oxin. Mà nếu không. Yeah. Thì sau này không có đổ thừa nha. Hiểu chưa? Hiểu. Còn nữa nè. Nè, toàn bộ chi phí đi lại, phí điện thoại, phí đi lại của Oxin cũng như là thuế thu nhập cá nhân, chủ nhà chịu toàn bộ nha. Chịu toàn bộ hết. Đưa đây. Đưa cái hợp đồng đây, tôi chịu hết. Cái gì tôi cũng chịu hết. Khỏi ký luôn. Ký rồi. Đi về với anh. Đi về với anh. Đi. Đi. Thưa má con đi. Thưa dì Tư con đi. Anh đi nghe mấy đứa. Ý lạ. Dạ. Chỉ mình Tư hiểu mày thôi, ý lạ. Dạ. Dì Tư. Dì Tư hiểu con mà dì Tư. Cái nhà này á là dòng dõi con vua cháu chúa gì đó, nên sống rất lễ giáo. Con phải cẩn thận đó nghe chưa? Dạ. Theo dì biết á thì bà chủ rất là hiền hậu, còn vú Nam Ô rất là đàng hoàng. Có con nhỏ Dạ Khê á là hung dữ, con cẩn thận coi chừng bị nó vu oan giáo họa. Dạ. Mình làm Oxin á là mình bán sức lao động của mình, chứ không phải là bán thân. Nhắm nhìn được á thì nhịn, không nhìn được á thì lên tiếng, chứ đừng để nhà giàu ỷ tiền ức hiếp mình nghe không con. Con nhớ nha, đất lành thì chim đậu, nếu đất không lành á chim phẹt một cái là chim đi. Có gì á chạy về nói với dì nghe không? Con biết rồi.
Ủa chị Tư. Đây là con bé tôi định giới thiệu với chị đó. Trời ơi, chị Tư, con nhỏ này là người mà chị định giới thiệu đó hả? Dạ. Con Tư, trời ơi, thì ra con nhỏ này là người tới đây làm đó hả? Con chào dì, chân dì khỏe chưa? Cảm ơn con, còn đau chút chút. Dì là vú nuôi trong nhà này, cho nên con gọi dì là vú Nam Ô cho nó tiện. Dạ. Dạ. Trời ơi, cảm ơn chị Tư nhiều nha. Tôi không ngờ chị giới thiệu con nhỏ này cho tôi. Tôi với nó có duyên gì đâu á. Chị ơi, nó còn nhỏ dại, có gì chị dạy dỗ nó giùm tôi nha. Chị yên tâm, mẹ tôi nhân hậu lắm, cháu tơ sẽ không bị ngược đãi đâu. Vậy thôi, xin phép chị tôi về nha. Chị vô nhà uống nước rồi về. Thôi, ở nhà công việc còn đùm đề lắm, tôi về nha. Dạ. Dạ, thưa chị tôi về. Cảm ơn chị Tư nhiều nha. Dạ. Dạ. Để vú dắt con vô đây gặp bà chủ nha. Dạ. Chào vú. Ủa, nhỏ. Sao lại ở đây? Nhà này của anh hả? Không phải là nhà anh thì chẳng lẽ là miếu thần tài cho em tới thắp nhang xin tiền sao? Ủa, hai người quen nhau hả? Đây là Tinh Tơ, là người phụ giúp việc mới á. Nè, nhỏ này Tinh Tơ tới phụ giúp vú trong cái việc mà đám giỗ của mẹ cố á. Còn đây là cậu Kinh Long, cậu chủ nhỏ đó, là cháu nội của chủ nhà này đó. Công nhận vú tìm con xinh xinh đẹp dễ sợ luôn, đẹp gái quá. Ồ, dữ quá. Thôi con đi ăn sáng đi, lát nữa con về nói chuyện với ông xin mới sau nha. Thằng này. Trời ơi, Kinh Long nó thích giỡn chơi lắm, con đừng giỡn ha. Vú, con tắm rửa sạch sẽ, thay đồ xong rồi nè. Giỏi, nói nghe nè. Không phải bà chủ nhà này khó khăn, nhưng mà tục lệ hồi nào giờ là vậy đó con. Mỗi lần mà lau chùi bàn thờ tổ tiên á là phải tắm rửa cho sạch sẽ mới được lau chùi. Con hiểu mà. Ừ. Tại kỳ này á chân vú đau, cho nên cái việc mà lau chùi bàn thờ á trông kệ vào con nghe con gái. Không sao đâu vú, con làm được mà. Ừ. Dạ thưa mẹ, người giúp việc mới đã tới, con dắt nó lên để trình với mẹ. Ừ, tốt. Nội con bé nghỉ ngơi một chút rồi lên đây giúp ta lau chùi bàn thờ tổ tiên hỉ. Dạ, con đã biểu con bé đó tắm rửa sạch sẽ rồi. Ừ, tốt. Thì con nội hẳn lên đây giúp ta dỡ tấm hình mẹ cổ ra. Mẹ. Dạ thưa mẹ, mấy dục năm nay khung hình vẫn phủ kín, sao hôm nay lại gỡ ra vậy mẹ? Con biết không, ôi tội hôm qua đó ta mới thấy mẹ cổ về mẹ ghế chứ. Dạ. Mẹ nói là ủa cháu ơi, mấy năm lý là mẹ ở trong bóng tối. Dạ. Chứ mẹ muốn ra ánh sáng để nhìn thấy con, nhìn thấy cháu. Ủa cha làm gì mà ghế rửa? Chắc mà tự nhiên đi rủ lên rửa. Ủa, ghế rửa mấy sợ chí thì con lý thiệt á. Thôi kêu hẳn vô đây giúp đi con. Dạ. Ủa trời, ủa trời, làm chi mà mẹ cổ về ghê. Con à, đi lại đây nè, gỡ tấm vải xuống, cẩn thận nghe con. Dạ. Cẩn thận nghe. Thưa mẹ. Ồ. Ừ. Hả? Hả? Ôi trời. Mời mẹ uống nước.
Đi, cho mẹ hỏi đi, con được mấy anh em? Dạ, con còn một thằng em trai nữa. Rửa à, cha mà con chưa ở mố. Ba má con gốc ở An Giang, nhưng mà cũng lên đây lâu lắm rồi, tụi con sinh ra ở Sài Gòn. Con biết không, sợ gì á, mẹ phải hỏi về gia thế của con như rửa á, là vì con rất giống mẹ cổ tổ của nhà mình á. Mẹ chỉ sợ là chúng ta có liên quan với nhau về huyết thống mà không nhận ra nhau thì có tội vì tổ tiên lắm. Dạ, gia đình của con á, xưa nay xuất thân nghèo khó lắm, con cũng không có nghe ba má gì nhắc đến hoàng tộc gì hết á. Chuyện con giống bà cố tổ trong nhà chắc là trùng hợp ngẫu nhiên thôi ạ. Ừ, chắc là người giống người thôi, có nghĩ. Mẹ ơi, con có thể hỏi mẹ một câu được không ạ? Con hỏi đi. Hình như là mẹ cố tổ có một vị trí rất là đặc biệt trong gia đình mình, hơn cả những gì tổ tiên khác nữa. Ừ. Con muốn biết bà là người như thế nào ạ? Con muốn nghe chuyện về bà phải không? Dạ. Con cũng muốn nghe nữa. Ôi cháu, thằng đi, nãy chưa á, nên nghe phải không? Con thấy kỳ lắm nghe nội. Từ xưa giờ, tấm hình của bà cố tổ luôn được phủ một tấm vải đỏ. Sao hôm nay nội lại gỡ miếng vải xuống, rồi phát hiện tơ là giống bà như hai giọt nước vậy? Tụi con biết không, hồi tối hôm qua ta mơ thấy mẹ cổ tổ về á. Ờ. Nói là phải đưa mẹ ra ánh sáng để nhìn con nhìn cháu, cho nên mẹ biểu tớ mở tấm vải ra. Tại sao nội không nói với con hay là cô ba hay là chú mà lại nói với nhỏ tơ này? Sao lại có chuyện trùng hợp vậy ta? Mí á, thì có khi mố biết lo cũng kiện tổ tiên mố mà nhờ mí. Già khế á, thì con nỡ làm chi hứ đó. Còn năm ố thì chứng đang bị thương, không nhờ tớ thì mẹ biết nhờ ai chứ? Con thấy mọi thứ có vẻ như là hợp lý, nhưng mà nghĩ lại thấy nó vô lý như sao á. Nè, có phải là em cố tình đi sửa nhan sắc của em cho đẹp giống bà cố tổ của anh không? Trời, tôi có biết mặt mày bà cố tổ của anh sao đâu mà đi sửa cho giống. Nói chuyện. Rồi nghe chưa nội, nhỏ tơ dám nạt cậu chủ của mình kìa. Ai mới ăn nổi khung khung rửa, mí bị nạt là đúng rồi. Mà mẹ, mẹ vẫn chưa kể về chuyện bà cố tổ cho tụi con nghe. Con biết không, gia đình ta tuy là hoàng tộc, nhưng không phải lúc bố cũng thịnh vượng giàu có hết. Con biết không, thời gian trước đây á, gia đình mình bị suy sụp, mẹ cổ tổ phải nhờ vào nghề làm phụng đồ cung đình mà giúp đỡ gia đình giàu có trở lại. Nên từ đó về sau, cả gia tộc coi mẹ cổ tổ như là tổ của nghề phụng đồ gia truyền. Ta là cháu nội dâu, khi vào nhà may mắn được mẹ truyền cho bí quyết làm phận nù, nên cũng được coi là người nắm giữ bí mật của gia tộc mình đó con. Khi mẹ qua đời, mẹ truyền lại là phải che kính khung hình mẹ lại cho đến khi tìm được truyền nhân kế tiếp của gia tộc mới được mở ra cho con cháu thấy mặt, hiểu chưa? Mẹ nói thiệt, mẹ không phải là người mê tín, nhưng mà chuyện trùng hợp xảy ra ngày hôm nay, mẹ thấy không biết phải giải thích như thế nào nữa. Không lẽ bà cố tổ biết ý đồ của mình sao ta? Trên đời này lại có chuyện huyền hoặc như vậy hả? Dạ, lâu nay con cũng thắc mắc nè nội. Tại sao nội không truyền cái nghề phấn nụ này lại cho ba con, hay là cho cô ba của con vậy? Tại vì á, nghề phận nù chỉ truyền cho nữ thôi, không truyền cho nam. Dạ. Và mỗi đời chỉ truyền cho một người thôi, mà con thì mất sớm, già khế thì hằng phả, đâu làm truyền chi mô được việc đâu. Hay là bà cố tổ muốn nội truyền nghề lại cho nhỏ tơ này đấy? Con biết không, nghề phận nù á chỉ truyền được cho người ở trong gia tộc thôi, cho nên truyền lại cho tớ khi mô mà hẳn trở thành cháu dâu trong nhà. Hả? Không bao giờ.
Ôi cháu, hai đứa ní đông lông ghê hè. Dạ thưa mẹ, ok nói là bỉa con tơ vô cho ok hỏi chuyện. À, rửa thì dẫn vào trong nhà đi con. Tơ, đi con. Dạ, thưa mẹ con đi. Ừ. Kinh Long. Dạ. Mí cư kì chí rửa. Nì, máu máu vô coi già khế có lâm khó tớ không để con bính hẳn thì chưa có. Đi đi. Không có rồi nội, con sợ cô ba con gặp chuyện thì có đó. Mày cho tao miếng muối. Nè, hành hành luôn nha. Nè, cầm đi. Mày cầm này đi. Mày làm ơn rồi mày dọn dẹp cái nhà cửa luôn tuồng vậy chứ. Nhà cửa gì mà dơ quá không biết nữa. Ai bày? Tao. Trời ơi. Nhưng mà mày phải dẹp, mày muốn tao đi không? Trời đất ơi, làm có chút xíu mà đòi hỏi quá à. Bia không? Hả? Chút lên ăn muốn uống chứ. Cất cái này luôn không? Cất đi, đủ rồi. Mày cho tao dĩa luôn. Trời ơi, làm có chút xíu mà sai thối rồi à. Rồi, được rồi. Mày cất này đi. Ừ. Đủ rồi. Công nhận chị nấu đồ ăn ngon thiệt á. Hèn chi mà tối ngày bà đòi ăn hoài. Cho tao hớp bia đi. Nè, ăn đồng chia đủ. Không có mỗi lo mũ mà hớp đâu nha. Vô. Hồi xưa tao bán cá tao có tiền. Tao nấu đồ ăn ngon cho thằng biển. Tội nghiệp. Bấy lâu nay nó vất vả không có một bữa ăn ngon. Cha mẹ vất vả cũng để cho con mình được sung sướng thôi. Dù khi tôi cũng thèm có một đứa con, nó đi học hay đi làm gì đó. Còn mình thì ở nhà nấu cơm cho nó ăn. Mẹ có chồng đi rồi mẹ đẻ con chứ gì. Chồng con gì nữa chị ơi. Vậy lấy chồng đi rồi tôi lấy. Tao lấy không được rồi. Số con biển nó không thua gì mày đâu. Tối ngày nó cứ cổng tao trên lưng hoài. Chị con nào dám ưng nó. Tao giờ tao mong tao chết sớm đi để con tao nó có vợ. Đang ăn tự nhiên nói bậy. Thằng biển nó hiền lành vậy thì sao không lấy vợ được. Con nào thương nó thì phải thương luôn mẹ nó chứ. Mày nói vậy cũng phải. Tối mày đốt nhang mày giái cổ quyền. Mày nhớ mày giái cho tao vụ này nha. Chị yên tâm. Chị khỏi phải dặn đi. Tối tôi cúng tôi giái cho hai mẹ con chị luôn nghe. Mà sao bữa nay nói chuyện tỉnh táo dữ vậy trời. Bữa nào tao khỏe tao tỉnh dữ lắm. Bữa nào tao không khỏe tao quậy. Thôi ăn cơm đi. Gắp cho tôi miếng này đi. Nè. Nè, thằng biển nó nấu ăn ngon lắm nha. Khi nào mày mở nhà hàng mày cho nó nấu ăn nha. Thiệt không? Ngon lắm. Mày suy nghĩ gì vậy? Ừ? Mày suy nghĩ cái gì? Mày tính âm mưu làm chuyện ác đó phải không? Chuyện ác gì chị ơi? Tôi có làm chuyện ác hồi nào đâu. Hồi nãy mày tâm tà tâm tục. Mày gọi điện thoại. Mày để đưa con tơ đến mục tiêu. Là tao biết mày có âm mưu gì rồi. Ráng nha. Làm chuyện tốt nha. Để đứt cho con mày nha. Tôi đang lo cho con tơ. Vô nhà đó không biết chịu nổi không? Trong nhà đó có một con nẩu trằn ăn trăng quấn. Mày
bia đây mày. Nó vô trọng á, nó không có quậy trong nhà người ta thì không ai quậy nổi nó đâu. Mày cá cho tao chuyện đó không? Anh cắt hết nguồn hàng của anh Kinh Long giùm em đi. Em hứa với anh á, em sẽ dành nguồn hàng của ba em cho anh với giá đặc biệt. Sắp là vợ chồng sao tuyệt tình với nhau vậy? Cái này không phải là tuyệt tình, mà là dạy cho anh Kinh Long một bài học. Sau này phải biết nghe lời vợ tuyệt đối. Kinh Long mà lấy được em chắc là hạnh phúc lắm. Tất nhiên. Em là mẫu phụ nữ giàu có, giỏi giang, làm với chồng hãnh diện mà. Ai mà lấy cô về nhà thì có nước chết với tính tình của cô thì có. Chẳng những giàu có, giỏi giang mà còn xinh đẹp dịu dàng nữa chứ. Anh này cứ khen em hoài à. Anh, vậy anh có đồng ý không? Đồng ý chuyện gì? Thì chuyện em đề nghị anh đó. Ở đây nóng quá à. Sao anh không trả lời em? Còn tính xài mỹ nhân kế với mình sao? Đề nghị gì? Em nói lại đi. Anh không nhớ. Thì cái đề nghị mà em kêu anh cắt hàng của anh Kinh Long đó. Phải đặt lộ hàng nữa chứ. Ngu gì mà không ngó. Sắp 7 rồi. Bây giờ mình nói gì mà anh ta không nghe. Sao anh? Được không? Dĩ nhiên là được rồi. Nhưng mà vẫn còn hơi khiêm tốn. Tưởng chuyện gì, nếu như mà không đủ, em sẽ nói ba em đưa luôn qua Hồng Năm cho anh. Được không? Ừ. Em nói chuyện lô hàng mà ba em bán cho anh đó hả? Chứ anh nghĩ là chuyện gì? Anh suy nghĩ đi. Như vậy là anh hưởng lợi nhiều lắm rồi đó. Ok. Chuyện có lợi thì tại sao mình không làm? Bạn bè thì mình tính sao đi hen? Con, xong hết chưa? Dạ, xong hết rồi. Con xin về được chưa vú? Ừ, đi về đi. Có gì vú nói với mẹ cho. Dạ, cảm ơn vú. Ừ. Nhiều nghe. Ý, màu son này tôi thích nè. Tôi tìm nó lâu lắm rồi đó. Ủa, sao nãy giờ tôi thấy đồ con gái cái gì ông cũng thích hết trơn vậy? Đàn ông con trai mà thích đánh son là sao? Gông làm gì cho mệt vậy? Coi cái gì mà coi hoài vậy? Đi. Mời hai chú mua trái cây đi hai chú. Con chào cô. Bán cho con cái nho đi cô. Quýt ngon như vậy mà cũng không cho mua nữa. Mua gì cũng không cho mua hết vậy. Để tính tiền đi cô. Ăn ba cái đồ rẻ tiền như vậy hả? Không ăn thì thôi. Năm chục con. Đây. Cảm ơn cô. Cảm ơn con. Thank you.
Gì vậy? Là cái gì vậy? Tôi sờ vô trước mà. Tôi cũng dịnh vô trước mà. Tôi tính mua cho bạn gái của tôi đó. Ờ thì tôi cũng vậy đó. Vậy thì anh mua đi. Mua thì mua. Cái này cũng bình thường thôi mà, có gì đâu mà dành. Sao nhỏ nhen. Chết cha. Cái gì vậy? Quên mua sữa tắm rồi. Sao? Đứng đây, chờ tôi vô trong chợ tôi mua sữa tắm tôi ra liền nghe chưa? Đi đi. Trời trời, con vậy thôi mà cũng yên, con vậy thôi mà cũng quên. Nhìn cái tướng đi thấy ghét ghê không? Ủa, ủa Cao, Cao rồi mất tiêu rồi trời. Đâu rồi? Trời đất ơi, ai mua rồi à? Chú là bạn của ba con, chú không bao giờ muốn làm khó con hết. Ngặt cái con anh Thơ nó làm dữ quá, nên chú phải chiều theo ý của nó, mong con thông cảm. Dạ thưa chú, chuyện tình cảm của con và anh Thơ là chuyện riêng, còn giao dịch giữa công ty của con và công ty của chú là chuyện công việc. Chú phải phân biệt rõ ràng, chứ không thể gộp cả hai làm một được. Chú biết, nhưng mà chú chỉ có một đứa con gái này thôi. Nếu không theo ý của nó thì nó sẽ nhảy giặt lên. Khổ lắm con à. Con mới được thằng Cảnh, bạn con báo cho biết là chú dùng lô hàng giá rẻ để giao dịch với nó, với điều kiện là khách hàng của con, có đúng không? Tại sao chú lại đẩy con vào đường cùng như vậy? Là tôi làm chứ không phải ba tôi làm. Sao? Bây giờ anh đã thấm đòn cái cãi lời tôi chưa? Nếu như mà anh muốn xin lỗi á, tôi cho anh một cơ hội. Em nghĩ em làm như vậy là tôi phải sợ và nghe lời em sao? Tình cảm của em chỉ đơn giản là nắm quyền đối phương thôi sao? Trong chuyện tình cảm, ai thông minh hơn thì người đó nắm quyền. Tôi muốn chứng minh cho anh thấy được điều đó. Đây là thủ đoạn chứ không phải là thông minh. Và tình cảm của anh không bao giờ có chỗ cho sự thủ đoạn của em. Xin lỗi chú, con đi trước. Kinh Long, anh đứng lại, tôi nói chưa hết mà. Anh Kinh Long. Kinh Long nói đúng đó. Con nên nhìn lại mình đi. Đây là lần cuối cùng ba làm theo lời của con. Sẽ không có lần sau nữa đâu. Con sẽ không chịu thua đâu. Chín chưa con? Dạ, đợi con chút. Chín chưa? Của bên này nè, của này nè. Sao không lấy? Dạ, coi chừng nóng vậy bác hai. Đâu, cái này chưa chín lắm. Dạ. Nóng quá chừng. Dạ, dạ đây. Trời ơi, thôi, ăn vô đây được đủ rồi, để nó bán đi. Mày để tao ăn mày làm gì vậy? Bà ăn hay lãi ăn, mà nãy giờ bà làm mí cũ rồi đó nha. Bác hai giấu á, là để dành cho anh Biển đó dì Tư. Trời ơi, con, riết rồi Tư á, làm mệt với hai mẹ con bả luôn á. Mày có tiền mày trả đi, mày có tiền mày đừng có ăn giật của người ta. Trời đất ơi, trời đất ơi, ăn rồi bắt tôi trả tiền, tôi đứt cơn máu có ngày nha. Tao đứt cơn máu tao có chết đâu. Mày đứt đi mày xè lĩa giống tao. Trời ơi, thôi tôi lại bà luôn á. Tư, nãy giờ Loan Khoai quên hỏi, ngày đầu đi làm sao con? Dạ cũng bình thường rồi dì Tư. À, con thấy á, Vũ Nam Ô với lại mẹ Thiếu Anh đối xử với con rất là tốt. Tốt á? Vậy là dì mừng cho con á nha. Nhưng mà dạ, dì lo á, là con Dạ Khê đối xử với con ra sao. Nè, con Nậu nó có giở trò với con không? Dạ cũng có chút chút, nhưng mà không có tác dụng gì với con đâu. Mày thua tao rồi đó. Bà này, nhiều chuyện quá. Nghe thì mừng đó,
nhưng dì cũng không yên tâm đâu nha. Phải cẩn thận nghe con. Dạ con biết rồi. Cẩn thận gì mày? Thôi ờ, ăn miếng coi. Nhỏ, chào bác, chào dì. Ơi à, ê chào. Nhỏ, trở này nghe. Nói gì nói, hết giờ làm việc rồi nha. Anh nói chuyện với em một chút được không? Con nói chuyện với nó một chút đi. Đang bán khoai, muốn gì mua khoai thôi. Đồ vô nói gì nói gì quá. Nữa trời. Nếu mà anh mua tôi bán cho, chúng có đi đâu hết đó. Chuyện này cũng một phần liên quan tới em, ít ra em cũng chịu trách nhiệm chứ. Vợ chưa cưới quậy hả? Ờ để đó cho Tư bán cho. Nói chuyện với nó đi. Dạ. Khoai gieo củ á? Dạ 10 ngàn. Ta bán 20 được không? Ý nhiều quá. Để tôi bán cho. Đi đi, để xe tao coi chút nữa mày đưa tao 50 thôi. Ờ, dạ con cảm ơn bác. Khoai nhiều. Dạ 10 ngàn. Con đi nha. Đi. Đi chút về nha. Ăn khoai không? Hai đứa mua khoai hả cưng? Dạ khoai nhiêu củ vậy chị? Ờ 20 một củ. Ờ bán gì mắc vậy? Mắc quá. Bớt em đi. Thôi đừng bán mắc quá. Bán nó 15 ngàn đi. 15 ngàn củ nha. Mắc quá vậy. Rồi 2 củ 3 chục. Vậy lấy 2 củ. 2 củ 2 củ. Lựa củ chín nha bà. Nè. Mày bán mắc quá. Lựa giấy đây. Cái bà này bán một cái lấy hết giấy của ta. Nè. Để trả cho. Dạ em gửi chị. 20 mà. Đưa 10 ngàn nữa nhanh lên. Dạ đây. Dạ rồi. Vui tính quá à. Rồi đi nha. Dạ dạ. Dạ. Anh Thơ và Cảnh là hai người thân thiết với anh, mà họ đã cư xử với anh như vậy đó. Anh rất muốn được nói chuyện với ai đó, nhưng mà không còn được cảm giác an toàn. Bởi vậy anh đang nghĩ tới em. Bộ anh nghĩ á, tôi không có khả năng làm hại anh hả? Nhỏ hại anh ra nông nổi này mà bây giờ còn làm bộ vẻ mặt ngây thơ nữa hả? Tôi chỉ nghĩ á, chị anh Thơ sẽ trút giận vô tôi, chứ không nghĩ là bả giận cá chém thớt như vậy. Nhỏ có ý kiến gì không? Ý kiến gì trời? Không lẽ anh định bắt đền tôi hả? Nếu như mà bắt em để đền á, thì anh sẵn sàng. Lãng vừa thôi. Chuyện tình cảm của anh á, tôi không có ý kiến vô được đâu. Anh đang hỏi em có ý kiến gì để giúp anh giải quyết chuyện công ty hay là không? Anh đang bị ép vào đường cùng đây nè. Không biết anh nghĩ gì ha. Tôi chỉ là đứa sinh viên mới vừa ra trường, không đủ kinh nghiệm. Trời ơi, kêu tôi góp ý cho người kinh doanh lão luyện nhanh hả? Sao góp được? Thật ra thì anh không cần kinh nghiệm trong nghề, mà anh chỉ cần cái ý kiến quái dị của em đó. Ê, anh bị khùng hả? Anh nói tôi quái dị, ý là con người tôi rất là quái đản hả? Có chuyện làm tới đây kiếm chuyện với tôi. Mệt ghê, bực mình. Tự nhiên tốn thời gian ngồi nghe anh kể lể. Nè, anh nói thiệt tình chứ bộ. Anh biết là em không giỏi như người trong nghề, nhưng mà em lại có cái tính gì đó quái quái, mà đặc biệt là quái không giống ai. Cho nên anh nghĩ chỉ có tính quái dị của em mới trị được anh Thơ mà thôi. Giúp anh đi, bây giờ không còn đủ mặt hàng để bán. Công ty anh chỉ có nước là đóng cửa luôn đó. Ừ, vậy thì đóng cửa đi, nghỉ khỏe. Nè, em đang quái hơi bị làm quá lắm luôn đó nha. Nếu như anh đóng cửa công ty thì làm gì hỏi ý kiến của em chi? Mục tiêu của anh Thơ là ép anh. Một là phải đóng cửa công ty, hai là phải thò tay năn nỉ bả, đúng không? Đúng.
Vậy thì bây giờ anh cứ xóa mục tiêu đi. Vậy là anh Thơ đâu còn gì để nhắm nữa, đúng không? Cũng quái thiệt hả? Nhưng số cách nào? Có ai mua khoai đi, còn ba cũ là hết rồi. Làm gì ngồi bụng thụng vậy? Hết hy vọng mà. Trời, hy vọng. Ê, đứng lại, đứng lại. Ngồi xuống đây nói chuyện rõ ràng. Ôi trời ơi, thì ra hai đứa mình là hai chị em à. Sáng nay ta thấy nghiến nghiến cái đầm là ta đã nghi ngờ lắm rồi. Mày đặt gồng gồng giả trai, không biết nhục. Nhục cái gì? Trời ơi, bà có hơn gì tôi đâu. Đêm hôm khuya khắc bà cài nguyên cái băng đôi, mặc nguyên cái đầm màu hồng, tính là công chúa ngủ trong rừng hả má? Ha, đồ giả dối, đồ lừa đảo, đồ quỷ sứ, đồ sứ khanh, đồ mất sống, đồ hai phai, đồ khỉ. Khỉ gì? Đồ bánh ít trần, đồ bánh bèo, đồ ba đê, đồ bốn đê, đồ bốn đê, đồ quỷ sứ. Quỷ sứ gì? Quỷ cái tôi đừng có kèm. Cho hai cái kèm. Cái gì vậy? Giật mình. Mệt quá. Cái gì nữa? Giật mình. Trời ơi, đang cắt mà. Mình cái gì? Đẹp chưa? Cái gì nữa? Giật mình thế. Mệt quá. Giật mình hoài à. Ok, lại đi coi mắt thì. Có một anh đẹp trai, giàu có, ái mộ tao, mà bảo là tao đi dự tiệc đi. Cho người ta nhìn mặt, rửa là tao nghe lời mà tao đi, cái tao thích chỉ mơ. Sao cô ba không muốn lấy chồng vậy? Tao nói là tao không thích lấy chồng khi mố. Dạ, thì từ trước tới giờ đó, biết bao nhiêu là đám qua coi mắt. Cuối cùng họ gặp cô ba xong cái hả, họ bỏ chạy mất dép luôn. Cuối cùng thì sao? Ok chưa, lấy chồng. Mua dép đi đi. Đừng có chọc người ta nổi điếc hết tê. Ủa chết đâu. Trời ơi. Gì vậy? Trời ơi. Ủa trời ơi. Gì vậy? Nó rơi hết bóng tay tôi rồi. Con gái của nó gì? Lớn rồi mà để bóng tay đang thui à. Cắt hết cho rồi. Để chi? Dạ. Ủa chết đâu. Muốn hổng đào ra tiệm cắt. Ghê. Dạ, con mời cô ba dùng trà. Quý sủa, dân trà theo nghi thức cũng được. Thôi mệt quá, tối ngày cứ quỳ xuống rồi, chưa quen. Trời ơi trời, coi chừng mỏng tay tôi. Rắn mà muốn. Gì vậy? Cô ba uống trà từ từ, coi chừng nóng. Rắn mi không chờ, lột hết cái miệng tao đó luôn. Bông hết miệng tao đó luôn. Chính luôn cái miệng tao luôn. Nhưng mà Từ cô ra sân phụ với mẹ đi. Để chú lo. Dạ lo làm đẹp nè. Trời ơi thôi, trời thôi. Răng mà tôi ghét cái mặt con ni dễ sợ luôn ấy. Đừng có la nữa. Ngồi yên nghe. Trời ơi, tôi chạy bẩu rồi. Giật hoài lấy gì không Phạm? Nó làm đẹp còn đi coi mắt nữa nè. Để con làm cho. Con ơi, giờ làm sao á, cho anh Đặng chịu vô điêu khấy là dạ. Được. Mà phấn nụ này dùng để thoa mặt hả mẹ? Ừ.
Rửa con chưa thấy phận nụ khi mô sao? Dạ chưa, con thấy lần đầu tiên luôn á. Phận nụ ní á, chỉ xưa chỉ dùng trong cung đình thôi. Sau khi mà vương triều sụp đổ á, thì phận nụ mới lưu lạc ra ngoài nhân gian. Tuy không còn là ngôi vị sang trọng, sang trọng trong giới cung đình, nhưng mà phận nụ á, vẫn giữ nguyên vẻ quân khuyết và độc đạo của nó. Con cũng cảm nhận được sự mộc mạc, đơn sơ và tinh khiết trong từng viên phấn. Mà một sản phẩm có đầy đủ chất lượng như vậy, sao con không thấy anh Kinh Long bán ở công ty nhà mình? Thế hệ của mẹ với tụi con á, cách xa nhau nhiều lắm. Kinh Long á, thì du học bên Pháp, cho nên chỉ tin vào khoa học thôi, tin vào máy tính thôi. Nó không tin rằng á, là một viên phận nụ như thế này á, hấp thu được tất cả tinh túy của trời đất, con hiểu không? Thiệt tình với mẹ là con cũng không tin lắm, tại vì nghe nó có vẻ trừu tượng quá à. Nì, nếu mẹ cho con một viên phận nụ con có sai không? Từ xưa tới giờ con ít trang điểm lắm, nhưng mà nếu là phấn của mẹ cho thì con cũng liều thử một lần coi sao. Tính tình của con mộc mạc như bản chất của một viên phận nụ vậy. Nếu có duyên, mẹ hứa sẽ cho con những điều lớn hơn viên phận nụ luôn. Ý? Dạ, con cảm ơn mẹ. Hàng trong kho cũng gần hết rồi chị. Chưa biết là giám đốc sẽ nhập hàng ở đâu về. Sao em không gửi những đơn đặt hàng đó cho anh Kinh Long xem? Em có báo cáo hàng ngày đó chứ. Nhưng mà từ hôm qua tới giờ em không thấy anh Kinh Long ý kiến gì cả. Không còn đường để đi thì anh ý kiến được gì chứ. Để có anh kêu hãnh được bao lâu. Đơn hàng ngày hôm qua giao hết chưa? Dạ xong rồi anh. Chỉ có mấy đơn hàng cho nên là giao nhanh lắm. Tiền để chuyển hết cho tài khoản công ty chưa? Dạ xong rồi anh. In hết tất cả báo cáo cho tôi. Dạ. Coi tôi như vô hình nữa. Để coi được bao lâu. Sao hả? Anh định bỏ trốn hay sao mà thu dọn hồ sơ vậy? Đúng rồi, anh đóng cửa công ty đi du lịch. Không được, anh không thể đóng cửa công ty được. Sao lại không được? Công ty làm ăn không được thì đóng cửa thôi. Hơn nữa công ty kinh doanh bán hàng qua mạng mà, cho nên rất là dễ dàng xin phép thủ tục giải thể công ty. Anh muốn chống đối với tôi phải không? Anh giải quyết chuyện công ty của anh không hề liên quan gì tới em. Mà em nói là anh chống đối em là như thế nào? Vậy còn lô hàng của ba tôi nhập về thì sao? Còn lô hàng của công ty anh Cảnh nữa, anh tính làm sao? Chính chú Cẩn đơn phương cắt đứt nguồn hàng của anh, khiến công ty anh phải giải thể như vậy. Bây giờ anh đang thu thập chứng cứ, làm đơn khởi kiện để được bồi thường. Tạm thời thì đóng cửa công ty mấy tháng đi du lịch xả stress, khi nào về tính tiếp. Anh không thể đi được. Còn em thì sao? Em nên mở công ty để bán hết lô hàng mà em ôm đi. Khi nào công ty khai trương á, nhớ báo anh biết nha. Anh gửi qua đến chúc mừng. Vậy ha. Em anh Long, anh định bỏ em thiệt sao? Tất cả những gì em làm, em gánh lấy hết. Yeah. Anh Long. Nhỏ tôi lợi hại thiệt. Vừa ra tay là anh tha hết được tụi quậy. Phải đủ nó cà phê mừng mới được.
gì. Đứng yên đi. Dạ Khê, đi được chưa? Đừng để người ta chờ tê. Mà, xong chưa? Con đẹp không? Đẹp, đẹp lắm nhưng mà nhanh lên. Cô dâu thơm. Dạ, cô bà ơi, cô bà thơm quá. Cả mi nhìn o thôi. Trời ơi, đi được chưa trời? Đi chưa? Đi thôi. Đi. Bye o đi. Đi nghe. Đi. Bye. Ê nhỏ, đi cà phê không? Không. Sao vậy? Anh mời thiệt tình mà. Thôi, tôi đang mất mừng công chuyện. Đi chơi lát rồi về mà. Đâu với lại cô ba có nhà đâu mà sợ. Anh không sợ mà tôi sợ vì... Bởi gì? Trừ lương. Trời ơi. Đi cà phê với anh đi. Anh bạn công việc với em. Tiện thể nói em nghe chuyện này luôn. Anh lì quá à. Đi. Tôi đang bận làm công chuyện mà. Nè. Thôi, con đi uống cà phê với Kinh Long đi. Mà nhớ nghe, về trước khi mẹ với cô ba về đó nha. Đó, thấy chưa? Con cảm ơn Vũ. Chỉ có một mình Vũ là thương con nhất à. Con hôn Vũ một cái nha. Thôi thôi thôi, thôi. Đừng có nịnh. Đi sớm về sớm. Đi. Nhông dạ. Nhông nhông cha là con ngựa. Để cho tên khổ cỡ. Con đi nghe Vũ. Chơi vui vẻ ha. Dạ. Em biết không, từ trước tới giờ chưa lần nào mà anh thấy anh thơ thua đau đớn như vậy luôn á. Em đúng là lợi hại thiệt nha. Hơn thua với người yêu mà anh vui dữ vậy hả? Vì hồi đó giờ anh không có thuốc trị anh thơ. Cũng may là em đưa anh thuốc trị thì anh phải vui chứ. Hôm ấy anh mời em uống cà phê nha. Em thích uống quán nào? Ở đâu cũng được. Uống cà phê chán lắm. Mình kiếm chỗ nào vui vui mình đi. À? Ok. Cầu việc không? Đúng. Con đi ngồi trước đăng ống là thấy bất ngờ lắm. Qua đây. Gì vậy? Sao tự nhiên vô đây? Tụi mình theo dõi coi. Ok coi mắt thành công không? Mà chuyện đó liên quan gì tới tôi? Nè, anh có biết là lỡ tôi bị bắt gặp tôi bị đuổi liền không? Em lấy cho anh ba món này trước. Dạ. Một lát nữa coi sao. Dạ. Đi đi. Ngồi đây nguy hiểm quá. Anh muốn theo dõi thì theo dõi tôi đi về. Lỡ tới đây rồi, coi thử mặt mỗi người mà ok coi mắt làm sao. Quay lại đi. À, cầu cho tôi hỏi thăm nhỉ, rửa ống thân ba thân của cầu khỏe không? Dạ, tôi cảm ơn bà. Ba má của tôi vẫn khỏe à? À, rửa à? Dạ. Rửa thì các cháu con của cầu á răng rồi. Dạ, con trai lớn thì cưới vợ rồi sống bên Mỹ, nhỏ con gái á thì có chồng bên quận 2. Nói chung là yên bề gia thất hết rồi. Nên con mới tính tới hạnh phúc tương lai của con. Hay quá. Ê, lần này cô ba hút một chót cái chắc rồi. Chưa chắc đâu. Cho em biết. Nãy giờ cô ba vẫn chưa lên tiếng câu nào hết. Chắc là cổ vẫn chưa chịu. Tại làm bộ thôi. Chứ ok mê lấy chồng lắm luôn. Gặp được đám này là không buông đâu. Anh không có hiểu tâm lý phụ nữ gì hết á. Nếu mà cô ba thích á thì chắc chắn là không có ngồi im như vậy. Gặp định bồi đó nhỏ ơi. Không chừng á, tới chừng nó chụp một cái là khỏi chạy luôn á. Không tin hả? Dám cá với anh không? Cá gì? Thì xem ok với cái chú đó có sắp gặp với nhau không. Rồi, mà giờ cá làm sao? Nếu như em thua, em phải kêu anh bằng ông xã. Vậy anh thua thì sao? Anh sẽ kêu vợ bằng bà xã. Khùng hả? Không chịu thì bàn lại. Làm cái gì mà hét lên dữ vậy? Không, giờ đứa nào thua chung đứa kia 100 ngàn. Chịu chơi. Ok. Không ngờ em tham tiền dễ sợ. Rồi ok. Theo dõi coi làm sao. Đi rửa con. Răng. Mà
kêu rửa ngộ dê dê như là cống chảy ghế nhìn ghế chứ tiền. Con ní thiệt á, con ní. Cái tôi hay nói thẳng thôi, xin lỗi. Nhưng mà cậu cho tôi hỏi thăm, răng ma mặt cậu nổi lên nhiều như rửa. À không, cái này là do ăn hải sản bị dị ứng đó, chứ uống thuốc vài bữa là hết liền mà. À rửa à, con ơi, dị ứng thôi con, dị ứng thôi. Dạ. Mồm mới, mồm cũ, mồm lành, mồm chứa lành, chen chuột nhau như rí mà biểu là dị ứng. Cái ní là hẳn sống lâu đời lắm rồi. Cái ní là có như là bao nhiêu năm rồi, hàng già cội rồi như rửa. Mẹ ơi, con ứng một. Ôi cháu ơi, dạ khê, đi mô rửa. Dạ khê, ôi cháu ơi, con ní sổ sang quá đi. Cậu ơi, cậu cho tôi xin lỗi cậu hỉ. Cậu ơi, cậu thông cảm cho tôi hỉ. Cái con ní hơi thẳng tảnh mà. Để tôi ra, tôi kêu hẳn vô, xin lỗi cầu hỉ. Sốc kèo này mau thua dữ gì ta. Bẩm mẹ, mẹ ơi, con đã cố gắng lắng nghe, cố gắng để hiểu bọn trẻ. Nhưng mà sao khó quá mẹ ơi. Khoảng cách giữa con và chúng không còn là khoảng cách giữa hai thế hệ nữa, mà giống như con và chúng là những người của niên đại khác nhau hoàn toàn. Con đã cố gắng học theo mẹ để giữ gìn nếp nhà, nhưng sao khó quá mẹ ơi. Dạ thưa mẹ. Sao? Dạ Khê hằng chịu ăn cơm chưa? Dạ chưa. Ok, vẫn còn ngồi ơn trước. Dạ Khê, con biết không, vì mà thấy người ta gia thế rõ ràng, con cái cũng đã trưởng thành yên bề gia thất, nên mới dẫn con gặp mặt để tìm hiểu. Ôi cháu ơi, mà cũng không biết người ta đang bị dị ứng mô.
giỡn hay chứ. Mặt hẳn là mùng bẩm sinh vậy, lại hẳn về nặng mùng mà một giọt chứ thì. Trời ơi, con người ta có ai vẹn toàn mô. Nghe mà nội nè, Dạ Khê, con lấy chồng á thì phải coi tính tình của người ta. Mẹ người ta thương yêu con, tôn trọng con như rửa là được rồi. Con nghĩ coi, mặt mũi mô phải là thứ quan trọng nhất, đúng không? Con nội chiều ấy, chồng con là phải cao rõ đẹp trai, mặt mũi như rửa con nội chiều ấy. Thôi được rồi, bây giờ á con cứ ở rửa kiếm trong mặt đẹp hỉ, đúng không? Bây giờ đi ăn cơm không? Ăn. Đi ăn cơm về mà đi, ăn không? Bưng chén cơm lên, nhỏ thấy mặt mụn hẳn, mụn không, ăn không vừa. Con nợ ăn. Thôi bây giờ á, con nhìn đợi hỉ, mà không ép con, đi coi mắt nữa, được chưa? Ông ăn phải không? Không. Bây giờ đi ăn cơm không? Mẹ, khi mô mà kiểm chồng cho con, cáo to đẹp trai con mới ứng. Ra ngồi đổi quả đi chơi. Làm răng đổi quả rồi. Dạ Khê, Dạ Khê, răng mà mình kêu mình hả trời? Nam mô. Trời ơi, đuôi ruột ở đâu rồi? Chỉ hệ trời trời không ăn được, nhìn mặt hẳn như gì cũng chạy không ăn được. Trời ơi, đổi quả. Con
đi rắn chí mà tệ. Không nổ cái chí để trong tủ lạnh để trong đi cho mình ăn ấy. Con đi càng ngày càng tệ. Sống chỉ vô hậu rửa đấy. Đổi bụng quá đi. Chưa làm rắn à. Được rồi, ta lên nhà trên, ta kiếm cái chi. Có cái chi ta cứ bỏ vô bụng ta cái đó. Răng mà chịu nổi trời. Đói quá đi. Con đi gan trời. Con Nam Ô, nhờ ni mà không cho con tơ về mà thả con tơ lên phòng thờ làm chi? Ăn cắp à? Trong đi có cái chi? Con đi tơ răng mà giờ ni mà còn ngồi kẹp kẹ trên ni mấy một cái chi? Ăn cắp à? Trả lời máu mấy cần cái chi trong nhà ni hả? Trời, cái gì trời? Ôi trời trời ơi. Ôi trời ơi, con rì rà thế này. Răng mà nằm như rì. Con đi là thiệt á. Mắt mở chi mà ra đây nằm ngủ như rì. Đợi ăn dậy đi con. Dạ. Cô ba, dậy vô phòng ngủ kìa cô ba. Ok. Vô phòng ngủ ok. Để yên cho tôi. Ok. Vô phòng ngủ kìa, đừng ngủ ở đây. Cái túi nè, muốn ngủ á thì phố phong mà ngủ. Tối hôm qua mi làm trình làm thường chi rắn á mà ra đi ngạ ngợn được ban thơ tổ tiên rửa. Bà ơi, con buồn cụ để con ngủ như có cái đụng chạm chọc kèo với tổ tiên mô. Trời ơi nè, bây chưa đừng dậy không. Con lôi đầu thằng về cho mẹ, nhanh lên. Mẹ ơi. Ok, mẹ dẫn rồi kìa. Đi vô phòng ngủ nha. Mặc sạc tôi. Mẹ ơi. Cảm ơn nha, lần sau mà có độ gì nữa nhớ rượu á. Lần này là cho em hên thôi, chứ không có hay gì hết. Thua thì chung tiền, đừng có đổ thừa này nọ đi bạn ơi. Xưa giờ cô ba không hề bỏ qua một người đàn ông nào, vậy mà lần này trúng ngay cái ông mặt mụn, cho nên là anh mới thua em đó thôi. Anh nói cô ba anh gì mà nghe ghê quá vậy? Em biết sao không? Hồi đó giờ cô ba của anh gặp ai là yêu người đó à. Nhưng sau khi được mấy bữa thấy không hợp thì bỏ người ta. Cho nên lần này là do em hên thôi. Hay không, không có hay ho gì đâu. Anh hên được vậy không? Em làm như em hay luôn con vậy. Con kia, con đi, biết quả đạn rồi nghe chưa? Cô ba. Rồi bây giờ nó bị răng, tỉnh chưa? Thì Vũ Nam Mô á, khi con đi chợ mua tim heo về nấu canh để cho cổ ăn, cổ định thần lại. Con nhỏ đó chuyên làm chuyện ác, nó ăn luôn cả lông lẫn móng heo cũng không định thần nổi đâu. Tư này, mà con thấy á, cô ba cổ không chồng nên trái tính trái nết vậy thôi. Nhiều khi á, cổ suy nghĩ như nít vậy hà. Cổ suy nghĩ đơn giản lắm, không có sâu sắc như người ta. Trời ơi, con đừng có thấy như vậy mà con coi thường nghe.
theo cha nè, giật chồng giá họa cho người khác nè, không có chuyện gì mà nó không dám làm đâu nha. Nè, con nhỏ đó độc ác bẩm sinh đó con. Sao dì Tư rành cô ba dữ vậy? Thì dì cũng phải đi trinh sát dò hỏi coi tính cách từng người trong nhà đó như thế nào rồi mới dám giới thiệu con vô làm chứ. Dì Tư, mà dì Tư biết được bao nhiêu phần trăm chuyện của má Tôm? Giữa rừng già Tư có biết gì đâu nha. Dì Tư với Tôm Mổ Ni chỉ là bạn bè quen biết thôi. Con thấy ngôi nhà đó có nhiều chuyện khác thường lắm, nhưng mà không phải ai cũng là người xấu đâu à nha. Dì biết chuyện đó, nhưng con nhỏ Dạ Khê chắc chắn là người xấu. Con phải coi chừng nữa đó. Trước sau gì nó cũng tìm cách vu oan giá họa cho con. Nghe lời Tư nha, phải cực kỳ cảnh giác, nhớ chưa? Mà con không có lo lắng gì về cô ba Dạ Khê hết á. Nếu mà khi nào con không thích nữa thì con có thể nghỉ việc thôi. Con chỉ đang lo cái chuyện á là chân của vú Nam Âu lành lặn rồi, con phải rời khỏi ngôi nhà đó. Như vậy thì con sẽ vẫn chưa hoàn thành được công việc mà má Tôm giao cho con. Tư thề á, giữa rừng già Tư không có biết gì về thỏa thuận của con với má Tôm đâu nha. Nhưng Tư sẽ cố gắng tính cách để con hoàn thành công việc. Nè, con nhỏ Dạ Khê đó, Tư sẽ bày cách cho con trì nó lên bờ xuống ruộng, vui lắm nha. Con cũng chả muốn dính vô mấy chuyện luẩn quẩn nó làm gì đâu. Nhưng mà tới nước này thì chỉ mong á là sớm hoàn thành nhiệm vụ để được tự do thôi. Tư, Tư nhắn với má Tôm là con đã tiếp cận được mục tiêu rồi. Chỉ cần là cho con thêm một chút xíu thời gian nữa thôi, con sẽ lấy được thứ mà má Tôm muốn. Ê, chị Muối. Dì Tư, con dậy rồi hả? Dạ. Dì để dành cho con tô cháo trên bàn, con ăn chưa? Ăn rồi. Ăn rồi sao không ngủ tiếp? Ra đây làm chi cho nắng nè. Con đi về. Sao lại về? Con về con còn đi làm nữa. Dì cho con mượn bộ đồ này nha, mai mốt con giặt sạch đấy con trả lại cho dì. Đồ của dì nhiều lắm, con muốn mặc mấy bộ cũng được, lấy mặc đi. Thôi, đồ của dì quê thế mà con. Sao này, con đi làm con... được? Con có đồ đi làm riêng rồi. Bệnh mới hết mà đi làm cái gì? Nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi hẳn đi làm ha. Con làm ngày nào sao ngày, ngày dưới chết đói sao? Bây giờ á không có tiền thì ở đây Tư nuôi, bao ăn bao ở, không bao ngược đãi bạo hành, được chưa? Thôi, mắt con mang ơn lắm, con về nghe. Nhỏ này thiệt tình à. Ê ê Muối, sao không đợi thằng Biển về cảm ơn tiếng rồi đi? Thôi, anh đi ngang chỗ con làm hoài à, khi nào con gặp trả rồi con cảm ơn sao? Con về nha. Con muốn nó không cha không mẹ nên tánh nó vậy đó, đừng có chấp nó nghe con. Con hiểu mà. Thôi con cũng về nấu cơm nấu nước luôn nha. Dì cũng đi nấu cơm luôn. Thằng Biển nó đưa mẹ nó đi tái khám, cũng sắp về tới rồi đó. Bả mà về ha, mà bả tìm không có thấy cái gì bỏ vô miệng là bả la phát mệt luôn á. Còn đòi bia nữa chứ. Thôi con đi đi. Dạ. Nhớ những lời dì dặn nghe. Dạ. Tư, ông mua đồ ăn về rồi nè. Tư nấu cơm chưa?
Chưa. Cổng tao vô tao nấu cơm cho nó ăn. Dạ. Tao tới lâu chưa? Cũng tới nãy giờ rồi. Cổng má hai vô lẹ đi. Rồi con để đây luôn nha. Má từ từ nha má. Rồi má ngồi xuống. Ây da. Lấy rau muống xuống đây cho tao. Nè bác. Lấy cái rổ nữa. Lạc phụ. Dạ. Biển à. Dạ. Lấy cho má cái nồi rồi đổ vô khoảng 3 tô nước cho má nha. Dạ. Mà bác sĩ khám cho bác hai á, nói sao rồi? Bác sĩ nói tình hình của má tôi tốt lắm. Nếu mà cứ như vậy hoài á, tháng sau tập vật lý trị liệu được rồi đó. Gì nhanh vậy? Trời ơi, cái mừng muốn chết luôn à. Mà tớ biết sao không? Tại má tôi có niềm vui hay cãi lộn nên mới mau khỏe vậy đó. Ôi, coi con ta kìa. Bữa nay cũng biết nói giỡn luôn rồi ha. Tao dạy nó đó, chứ đâu phải là nó biết cãi lộn đâu. Thấy chưa? Thấy má tôi lợi hại ghê chưa? Ê, nước còn lâu lắm mới sôi. Đi ra đây, tôi với dì Tư nói này cho nghe. Bác lặt giùm con nha. Ủa, tụi bay nói gì ạ? Chuyện người lớn mà má. Tư ơi, dì Tư, đâu mất tiêu rồi ta? Có gì vậy Tư? Chết rồi, dì Tư đâu mất tiêu rồi, tìm hoài không thấy vậy? Thì chắc gì đi đâu đó rồi. Đi cũng phải kêu ra ngó quán chứ, nhưng mà... Dạ con nghe nè. Con đi đâu mà giờ này chưa về vậy Tư? Con đi chợ, con đang trên đường về á. Vậy nha, vậy nha. Không phải dì Tư hả? Không phải, hồi nãy á, tôi đi chợ xong rồi tôi thấy chị Mối bị người ta bắt, nhưng mà tôi chạy theo không có kịp. Cái gì? Tôi phải quay về đây để hỏi ông có biết vụ gì không nè. Ê chết cha, có khi nào chị Tư lo quá xong rồi chạy đi tìm chị Mối bị tụi nó bắt luôn không? Mối bị bắt hả? Không được, tôi phải đi kiếm Mối. Trời ơi, biết ở đâu mà tìm? Hay là bây giờ mình báo công an được không? Ê mà không được. Sao vậy? Đừng có báo công an. Tại vì Mối nói với tôi là mấy cái gói hôm bữa tụi dân hồ bán Mối nuốt á, Mối nghi là ma túy hay thuốc lắc gì đó. Nếu mà công an biết được là Mối bị tử hình đó. Cái gì vậy? Hôm bữa tôi nghi lắm rồi mà. Tôi thấy hả, cái đó nó giống như là ma túy hay là hàng quốc cấm gì rồi. Mà cũng ông không à, ông nói với tôi là thuốc tây, bởi vì tôi mới tin. Bởi vậy ngu lắm mới tin ông á. Hay bây giờ vậy đi, ông dọn đồ đạc vô, ông đóng cửa khóa cửa cẩn thận. Xong rồi á, nếu có điện thoại ai gọi nha, ông bắt lên ông nghe. Nếu có bất kỳ tình tiết gì, ông phải ghi chép thật là rõ ràng để tôi quay lại tôi xử lý. Mà bây giờ quan trọng nhất là không được, bây giờ tôi phải về. Xong mà chứ cô Dạ Khê mà ông thấy tôi là sùm phiền phức lắm. Ông ráng đi, ông ráng ông mò ông tìm coi những cái bọc mà tụi nó bắt chị Mối nuốt á, nó ở đâu. Cái đó là cứu mạng dì Tư với chị Mối đó. Tôi biết rồi. Vậy đi. Nhớ nghe chưa? Rồi. Dạ vú ơi, con mua mấy thứ mà vú dặn rồi nè. Má bắt nồi nước cho vú đi. Dạ. Tớ lết lại đây cho tôi. Dạ. Tao biểu mới lết tới đây. Lui là dụng cụ đi, tao biểu mới lết chứ không phải là mới đi. Lui lại. Lết lại đây. Ủa, mà sao không đi mà tự nhiên lết chi cho cực vậy cô ba? Tao là chủ của mí, tao bị mí lết là mí phải lết, hiểu chưa? Tao mí còn đứng đó, lết đi.
Mà lết bằng mông hay bằng đầu gối vậy cô ba? Sao mày ngu vậy? Lết bằng mông là lết, lết bằng đầu gối người ta gọi là bà. Con tối dạ hứa con không có nghĩ được. Ủa mà sao vụ lết bằng mông sao mình đi được ta? Con chưa thử bao giờ. Sao mày ngu vậy? Thiệt tình đó cô ba, làm bé này con ngu lắm. Là mơ mới thấy chưa? Con đi nội chung là con thấy hẳn ngu. Mi không hiểu à? Nhìn tao đi, tao dạy cho. Dạ. Đấy, Mi có tao nè. Mi có tao mà bắt trước nhá, nhá. Ngu chỉ bằng ngu. Tao dạy cho. Đấy, rửa đi, rửa đi, người ta gọi là lết móng đi. Lết, 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 lết. Biết chưa? Con đi ngu tè. Rồi bằng bò. Đây đây đây. Tao bò con gọi, tao gọi là bò à. Được chứ, được chứ. Rửa 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 rửa. Bò. Ngu. Là tao bò hiểu chưa? Lết ở đây, lết ở đây. Trời lết ơi đây. Cô ba, con công nhận luôn á. Cô ba lết với lại bò sang quá à. Con học cả đời chứ cũng không được đâu. Rửa. Tao lẽ sang trồng lắm à. Nghe chưa? Nghe chưa? Nam ôm ý cười cái chi? Cười cái chi? Ú ta, thì ra là hai đứa bay âm mưu với nhau để chồng tao à? Lên lại đây, lên lại đây. Dạ. Dạ. Ba trên. Dạ. Cô ba ơi, nếu được thì tha đi mà. Dạ khê. Ôi cháu ơi, răng mà con ăn ở thất đức vừa rửa. Thế con có làm gì hè? Con có làm gì mơ? Tờ, con không phải là thành viên trong gia đình. Lẽ ra ta không phải bắt con quỳ như gì. Mẹ, không phải bắt con quỳ để mà nghe ta dạy. Mẹ, hắn là đệ tử nguồn của quyền, bắt hắn quỳ dạy dỗ hắn ra mà không được. Con im miệng không? Cháu tớ chỉ là người định giúp việc cho Nam Ô trong những lúc chuẩn bị đám kỳ cho cổ mề mà thôi. Đúng ra là phải đối xử với tớ như là khách, chứ không phải là người giúp việc trong nhà, hiểu không? Mẹ, không còn hiểu mà phải xử hẳn thì con mới chịu. Con đừng yên đó mà nghe mà nói chuyện, hiểu chưa? Tớ nè, ta xem con là con cháu trong nhà, cũng muốn có sự công bằng, cho nên mới dạy dỗ con như ri. Con không trách ta chứ hỉ? Xin mẹ cứ dạy, con không dám trách mẹ đâu. Nghe nè, con gọi điện thoại á, sao ní á, đi mô mà không về á thì phải bảo ta một tiếng. Đúng nghe rồi. Chưa, để mọi người khỏi lo lắng. Dạ con nhớ rồi, con xin lỗi mẹ. Thôi được rồi, ta nói như rửa thôi, bây giờ đừng lên đi. Dạ. Nam Ô. Dạ. Lấy tiếng Pháp ra đây. Dạ. Chị mà chưa, chị mà chưa, chị mà chưa. Đúng rồi. Dạ thưa mẹ, tiên Pháp đây ạ. Dạ khê. Dạ, để con đánh hẳn cho mẹ. Mấy nằm xuống, mấy nằm xuống. Nằm xuống đi. Dạ khê. Dạ, nằm xuống đi. Là con nằm xuống. Nằm. Mà nội chi? Là con nằm xuống cho mà. Răng mà bắt con nằm không xuống. Không nói, nằm xuống. Mà ơi, mà ơi, hạng phạm tội chứ phải con mơ. Mà con yêu cầu mà phải xử lý công bằng. Nghe này, con yêu cầu mà xử lý công bằng, đúng chưa?
Mà nghe này, tớ mới phạm lỗi lần đầu thôi nên mà cảnh cáo nó lần đủ. Còn con, ôi cháu ơi, con cứ xử quá độc ác với người khác như rửa thì mà phải xử theo tiếng pháp cho con, chưa hiểu chưa? Mà ơi, mà nói chi là rửa, con làm chi hẳn mà độc ác? Không làm chi à? Con không phục, con chỉ lấy tay mũa, con chỉ dọa hẳn chứ con có làm chi? Im. Anh cái đâu quá? Ra đi, ra đi, ra. Ra đi. Ra đi. Con là con phục hay không? Con ơi, chuyện con xong rồi, con ra ngoài đi. Đi ra ngoài. Dạ. Muốn đứng đây thưởng thức thành quả chuyện du quan của em hả? Đi ra ngoài đi. Dạ. Ba, ma ơi, ra mà đánh con nhục nhục lắm bà ơi. À, con hâm hô rửa à? Nằm xuống. Im nghe này. Dạ khê. Dạ. Thương ngay mà dạy con như răng. Người giúp việc trong nhà mình á, cũng là do cha mà người ta sinh ra. Răng mà con lại búa con đập vô tay người ta như rửa. Dạ khê ơi, ma của dạy con độc ác như rửa không hả? Như rửa hả? Như rửa, như rửa hả? Ma, ba ơi, con gọi lấy cái búa đập tay hẳn cho mốt con chỉ dọa thôi mà. Dọa. Từ cái nỗi thành cái búa. Dọa. Ma chứng kiến tận mắt rồi nghe chưa? Ma đánh con đau để con chưa nghe chưa? Nghe chưa? Nghe chưa? Nghe chưa? Nam mô. Dạ. Dự hẳn. Dạ. Nam mô. Dự hẳn. Nam mô. Nam mô tránh ra. Nam mô tránh ra. La đi, la đi, la đi, la đi, la đi. Ủa trời đâu? Chưa chưa, chưa chưa, chưa chưa, chưa chưa. Sợ chưa? Nghe chưa? Chưa chưa. Sợ chưa? Mà ơi, con biết rồi, con lạy mà. Con lạy mà. Từ đây con xin chưa. Con sẽ không độc ác lô rửa. Con sẽ độc ác một cách kính đảo hơn ấy. Kính đảo đi. Ba. Con chưa chưa. Mà. Con xin chưa, con xin chưa. Không chạy ra đi, đứng đây nhìn tôi làm gì? Thì em nhờ anh xin mẹ cho em về sớm đi công chuyện mà. Anh chở em đi cho nhanh. Thôi, tôi tự tôi đi được rồi. Mới cứu em một mạng mà bây giờ nói chuyện với anh cọc lóc như vậy đó hả? Gì vậy trời? Tự nhiên nhìn tôi làm mặt khổ vậy trời. Sự nghe em với anh được không? Cái tôi nghe không ngọt ngào vậy trơn á. Vậy thôi hả? Ừ. Tôi xưng tôi quen rồi, nghe được nghe. Em tên Tơ mà em nói chuyện giống như là dây thần vậy đó. Thì cứ coi như là trả công cho người ta đi. Ừ, rồi. Thì em đó, phải vậy không? Người gì đâu không có chút lãng mạn gì hết trơn. Leo lên, anh chở đi. Đó, rắc rối tới rồi kìa. Để lên, lên xe chở đi. Anh chia tay tôi để cặp bồ với nó phải không? Chuyện anh đưa ai về nhà không dính dáng gì tới em hết. Em muốn dính dáng rồi sao? Nè. Nè, chị muốn nói chuyện với tôi bằng miệng á thì nói cho đàng hoàng nha. Còn thượng cẳng tay hạ cẳng chân vậy á, không có yên với tôi đâu đó. Thôi đi. Anh Long, nếu ông không thay đổi cách cư xử của mình thì đừng tới tìm anh nữa. Anh Long,
Quẻ bài nói nó là nó gặp người tình cũ. Thằng này quá đẹp trai, giàu có, phong độ, không còn gì phải lo. Cái từ nó là dì Tư hay là muối vậy bác hai? Làm bít cái mặt dài chát vậy mày nói là ai? À, vậy là dì Tư hả? Vậy quẻ có nói dì Tư chừng nào về không bác hai? Quẻ nói nó gặp lại cố nhân, rồi là dẫn đi nước ngoài luôn. Chà, có bộ dì Tư này dữ nha. Rồi bác hai có bối được người yêu của dì Tư ra sao không bác? Mặt mày thằng này tướng tá đẹp trai giống như mày vậy đó. Sao lại là giống con vậy? Thì thằng già cơ nó giống cái thằng ri cơ, mà thằng ri cơ là cái thằng đi coi bói, không phải mày là thằng nào. À, ok, giống con cũng được, miễn là đẹp trai là được rồi. Tụi đi kiếm muối đây. Ê, biết tụi nó ở đâu mà kiếm? Bây giờ cứ chịu khó ngồi chờ đi, trước sau gì tụi nó cũng gọi điện đòi chuột người à. Vậy tôi cứ ngồi đó đợi đi. Bàn bạc xong rồi hãy đi. Tiễn, anh làm ơn đi theo ổng giùm tôi đi, rồi có gì gọi điện về báo liền nha. À, cũng được. Bác hai ở nhà với tôi nha, con chạy ra đây chút xíu con về liền à. Nhỏ này khó chịu lắm, anh không ở với nó đâu, lại nhà với tao đi. Hả? Nhưng mà... Rồi, anh cứ ở nhà với bác hai đi, tụi nó mà gọi điện thoại tới á, anh cứ đồng ý tất cả những điều kiện của tụi nó đưa ra, có gì gọi điện cho tôi nha. Ok, em cứ đi đi, anh ở nhà anh coi bối tiếp. Ừ, con đi nha. Bác hai coi tiếp đi bác hai. Ừ. Người yêu của dì Tư bao nhiêu tuổi? Cho tao hốt miếng bia. Hả? Có không? Xa xỉ được không? Không. Mà tôi không coi tôi là con, tôi sẽ đi giang hồ quậy đục nước luôn. Muốn làm giang hồ á phải có số má. Dở dở ưng ương như cô mà được làm giang hồ có ngày bị đóng gói. À, thôi vậy đi, bây giờ cô đi làm con thấy cô đi làm chú đảng giang hồ đi, vậy sẽ hợp lý hơn á. Tôi làm thuyết kiều, tôi nhảy sông Tiền Đường, tôi chết cho má tôi vừa lòng. Việt Nam không có sông Tiền Đường, cô nhảy xuống sông Tiền Giang tự tử cũng được á. vậy là tôi ra đường, tôi bán cái ngà vàng của tôi bán cái tấm thân ngà ngọc của tôi cho má ân hận suốt đời luôn. Thuyết kiều người ta đẹp á, nên người ta mới bỏ tiền ra mua. Chứ cô ba hả, con sợ là nếu mà có cho thêm quà khuyến mãi, người ta lấy quà chứ không lấy hàng đâu. Mà xác tôi, cô có thân tôi bán, bắt mới gì tôi cô. Cho thêm ly nước cam nữa. Không, nước cam phải mua cam mua đường. Chứ bộ nước cám nước lã hay sao mà nóc vô đầy bụng rồi xin thêm. Chú Nam Ô, tôi sai cái gì chú có nghe không mà còn đứng đó? Chú có muốn tôi nói với anh Kinh Long đuổi việc chú không? Ghét cô ba nữa. Đúng rồi, tao ghét con. Trời mẹ ơi, má ơi, hẳn làm não loa cái nhà ní lên rồi tê. Cô ba biết không, con yêu anh Kinh Long bao nhiêu năm nay mà đâu có dám làm gì ảnh đâu. Lúc nào con cũng giữ gìn cho ảnh, để dành cho đến ngày cưới. Đúng rồi. Vậy mà con nhỏ tô, ba con ở bên Pháp về rồi. Con này nghe Sammy không nói tao biết. Dạ, ba con về mấy tháng nay rồi, nhưng mà lúc trước con ghét cô ba nên con đâu có nói đâu. Bây giờ con hết ghét rồi, con nói cho cô ba biết. Nghĩ nè. Con không có phản đối cô là cô quen với ba con hả? Cái này thì tùy giờ cô ba thôi. Nếu như mà cô ba ủng hộ con với anh Kinh Long đó, thì con cũng sẽ ủng hộ cô ba với ba con thôi. Cô hứa là bây giờ con ủng hộ cô với lại anh Cẩn, là cô sẽ hết lòng hết dạ với con luôn. Nếu mà không nghe lời cô tâu nó.
Vậy thì điều đầu tiên cô ba phải đuổi con tơ ra khỏi nhà đi. Đuổi. Ừ mà khó lắm. Sao giờ? Con sẽ bày cách cho cô ba làm. Mà cách nào ác á? Nếu mà cách nào không ác á, tao không làm đâu. Cô ba yên tâm, con ác không có thua gì cô ba đâu. Ôi trời, đau quá. Đau đầu thiệt á. Hai đứa mình ác như nhau. Vậy nè, bây giờ vậy nha. Cô ba, vậy nè.